thuộc Lưỡng Tấn. Giáp Thân, Ngụy Tào Hoán Hàm Hy năm thứ nhất, Ngô Tôn Hạo Nguyên Hưng năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, nhà Ngô tách Giao Châu, đặt Quảng Châu. Bấy giờ Ngô đã phụ vào Tấn, nhà Tấn cho Lữ Hưng làm An Nam tướng quân, đô đốc Giao Châu chư quân sự, cho Nam Trung Giáp Quân làm Hoắc Giặc san lĩnh thứ sử Giao Châu, cho được tùy nghi tuyển dụng trưởng lại. Giặc dâng biểu tiến cử Thoán Cốc, có sách chép là Phần Cốc làm thánh thú, đem thuộc lại là bọn Đồng Nguyên, Vương Tố đem quân sang giúp Hưng. Nhưng chưa đến nơi thì Hưng đã bị Công Tào là Lý Thống giết, Cốc cũng chết, có sách chép Cốc ốm chết. Ất Dậu, Tấn Vũ Đế, Tư Mã Viêm, Thái Thủy năm thứ nhất, Ngô Cam Lộ năm thứ nhất, vua Tấn sai Mã Dung người Ba Tây thay Hưng. Dung ốm chết, giặc lại sai Dương Tắc người Kiện Vi thay Dung làm thái thú. Mậu Tý, Tấn Thái Thủy năm thứ tư, Ngô Bảo Đình năm thứ ba, nhà Ngô lấy Lưu Tuấn làm thứ sử. Tuấn cùng với đại đô đốc Tu Tắc và tướng quân Cố Dung trước sau ba lần đánh Giao Châu, Dương Tắc đều chống cự và đánh tan được cả. Các quận Uất Lâm, Cửu Chân đều theo về Tắc. Tắc sai tướng quân là Mao Linh và Đồng Nguyên đánh quận Hợp Phố, giao chiến ở cổ thành, tức là thành quận Hợp Phố, đánh tan quân Ngô, giết Lưu Tuấn và Tu Tắc, binh tan chạy về Hợp Phố. Dương Tắc nhân đó dâng biểu cử Mao Linh làm thái thú Uất Lâm, Đồng Nguyên làm thái thú Cửu Chân. Kỷ Sử, Tấn Thái Thủy năm thứ năm, Ngô Kiến Hành năm thứ nhất, mùa đông tháng 10, nhà Ngô sai giám quân Nhu Phiếm, uy nam tướng quân Tiết Hổ và thái thú quận Thương Ngô người Đan Dương là Đào Hoàng theo đường Kim Châu sang, giám quân Lý Đình, đốc quân Từ Tồn theo đường biển Kiến An sang, đều hội ở Hợp Phố để đánh Dương Tắc. Lý Đình có sách chép là Lý Húc. Tân Mão, Tấn Thái Thủy năm thứ bảy, Ngô Kiến Hành năm thứ ba, mùa hạ tháng 4, Ngô Phiếm Tiết Hổ Đào Hoàng chống nhau với Tắc, đánh nhau ở sông Phần, Đào Hoàng thua lui về giữ Hợp Phố, chết hai tướng. Hù giận bảo Hoàng, ngươi tự dâng biểu xin đi đánh giặc mà để chết mất hai tướng thì trách nhiệm ở đâu? Hoàng nói, hạ quan không được làm theo ý mình, quân sĩ không hòa thuận cho nên đến nỗi thua như thế. Hù chưa nguôi giận muốn đem quân trở về. Đêm ấy Hoàng đem mấy trăm quân đánh úp Đồng Nguyên, lấy được của báu chở thuyền đem về. Hù bèn tạ lỗi cho Hoàng lĩnh chức tiền bộ đô đốc Giao Châu. Hoàng lại theo đường biển, nhân khi bất ngờ tiến thẳng đến Châu. Nguyên chống cự, các tướng muốn đánh, Hoàng ngờ bên trong chỗ cầu gãy có phục binh, bèn dàn riêng một đội quân giáo dài ở đằng sau. Quân hai bên vừa mới giao chiến, Nguyên giả cách lui, Hoàng đuổi theo, phục binh quả nhiên kéo ra. Quân giáo dài quay lại đánh, phá tan bọn Nguyên, giết Nguyên tại trận, lấy những thuyền chở hàng hóa báu vật và mấy nghìn tấm thổ cầm cướp được trước đây đem cho tướng giặc Phù Nghiêm là Lương Tề. Tề đem hơn vạn người đến giúp Hoàng. Bấy giờ Dương Tắc lấy tướng của mình là Vương Tố thay Nguyên, dũng tướng của Nguyên là Giải Hệ cùng ở trong thành. Hoàng sai em của Hệ là Tượng viết thư gửi cho Hệ, lại sai Tượng ngồi xe ngựa đánh trống thổi sáp dẫn đường cho mình đi theo. Bọn Tố bảo nhau rằng, Tượng như thế Hệ tất có ý bỏ bọn ta để đi theo, bèn giết Hệ. Bọn Hồ và Hoàng bèn đánh lấy Châu. Nhà Ngô nhân đó dùng Đào Hoàng làm thứ sử. Hoàng là người có mưu lược, chu cấp kẻ nghèo khốn, ưa bố thí, được lòng người, ai ai cũng vui lòng giúp việc, đến đâu cũng có công trạng. Trước đây vua Tấn cho Dương Tắc làm thứ sử Giao Châu, Mao Miện làm thái thú. Ấn Thao chưa gửi đến mà Tắc và Miện đã thua chết rồi. Nhân đó vua Tấn truy tặng Tắc, Miện, Tùng, Năng không kê cứu được, tước quan nội hầu. Công Tào quận Cửu Chân là Lý Tộ giữ quận mà phụ theo nhà Tấn. Hoàng sai tướng đi đánh không được. Cậu của Tộ là Lê Hoàn có sách chép là Lê Minh theo quân của Hoàng khuyên Tộ hàng.
Tộ gay gắt trả lời: Cậu là tướng nước Ngô, Tộ là bề tôi nước Tấn, chỉ có thể dùng sức mà đối xử với nhau thôi. Quân của Hoàng phải đánh giờ lâu mới hạ được thành. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Bề tôi giữ đất, nếu ai cũng có lòng như lòng Lý Tộ thì có thể gọi là với chúa mình thờ. Vua Ngô cho Đào Hoàng làm thứ sử chi tiết đô đốc giao châu chư quân sự. Dưới thời các tướng quân châu mục trước kia, các quận Vũ Bình, Cửu Đức, Tân Sương địa thế hiểm trở, người Di Lão hung tợn, đã mấy đời không chịu thần phục. Hoàng đi đánh dẹp yên được, mở thêm đất, đặt 3 quận và hơn 30 huyện ở các nước phụ thuộc với quận Cửu Chân. Sau vua Ngô lấy Hoàng làm đô đốc Vũ Xương, cho thái thú hợp phố là Tu Nguyên thay. Dân địa phương đến hàng nghìn người xin lưu Hoàng lại, bởi thế cho Hoàng trở về nhiệm sở cũ. Sau vua Ngô, hàng nhà Tấn tự tay viết thư sai Mã Tức Dung khuyên Hoàng quy thuận nhà Tấn. Hoàng khóc mấy ngày rồi sai sứ mang ấn thao về Lạc Dương. Vua Tấn xuống chiếu cho phục chức, phong cho Hoàng tước Uyển Lăng Hầu, lại đổi làm quán quân tướng quân. Hoàng ở châu 30 năm, tỏ ra người có ân có uy, được người dân địa phương yêu mến. Đến khi chết, cả châu khóc thương như mất cha mẹ hiền. Vua Tấn lấy viên ngoại lang Tán Kỵ Thường Thị là Ngô Ngạn làm đô đốc thứ sử. Khi Hoàng mới mất, các thú binh ở Cửu Chân làm loạn đổi thái thú. Người cầm đầu là Triệu Chỉ vây quận Chỉ, Ngạn dẹp yên cả. Ngạn giữ chức 25 năm, ân uy rõ rệt, dân trong châu yên ổn. Sau dâng biểu xin cho người thay. Vua Tấn cho viên ngoại lang Tán Kỵ Thường Thị là Cố Bí thay. Bí là người ôn hòa, nhã nhặn, cả châu yêu mến. Không được bao lâu thì mất. Người trong châu cố ép con của Bí là Tham trông coi việc châu. Sau Tham chết, em là Thọ trông coi việc châu. Người châu không nghe, Thọ cố này bèn được coi việc châu, rồi giết trưởng lại là bọn Hồ Triệu, lại toan giết đốc quân dưới trướng là Lương Thạc. Thạc chạy thoát được, giấy binh đánh bắt được Thọ. Mẹ Thọ sai lấy thuốc độc giết chết, Thạc bèn chuyên quyền. Có sách chép là cả mẹ của Thọ cũng bị giết bằng thuốc độc. Nhưng sợ dân tình không theo, bèn cho con trai của Hoàng là Uy đang làm thái thú Thương Ngô về lĩnh chức thứ sử giao châu. Uy ở chức rất được lòng dân, được 30 năm thì chết. Em trai Uy là Thục, con trai của Uy là Tuy, nối nhau làm thứ sử. Từ Cơ đến Tuy, 4 đời đều làm thứ sử. Cơ là ông nội của Hoàng. Mậu Dần, Đông Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ, Đại Hưng năm thứ nhất. Mùa đông tháng 10, vua Tấn xuống chiếu cho thứ sử Quảng Châu là Đào Khản làm đô đốc giao châu chư quân sự. Nhâm Ngọ, Tấn Vĩnh Sương năm thứ nhất. Vương Đôn nhà Tấn lấy Vương Lượng làm thứ sử, sai đánh Lượng Thạc. Thạc đem quân vây Lượng ở Long Biên. Quý Mùi, Tấn Minh Đế Thiệu, Thái Ninh năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2, Đào Khản sai quân đi cứu Vương Lượng. Chưa đến nơi thì Lượng Thạc đã lấy được Long Biên rồi. Thạc đoạt lấy cờ tiết của Lượng, Lượng không cho, Thạc bèn chặt tay trái của Lượng. Lượng nói, chết còn không tránh, chặt cánh tay thì làm gì. Được hơn 10 ngày thì Lượng chết. Thạc châu hung bạo mất lòng dân. Đào Khản sai tham quân là Cao Bảo sang đánh, chém chết Thạc. Vua Tấn cho Khản lĩnh chức thứ sử giao châu, thăng hiệu là Trinh Nam Đại Tướng Quân, được mở phủ riêng, nghi thức như tam ti. Không bao lâu thì lang lại bộ là Nguyễn Phóng xin làm thứ sử. Vua Tấn bằng lòng. Phóng đến Ninh Phố gặp Cao Bảo, mời Bảo đến dự cơm, đặt phục binh muốn giết Bảo. Bảo biết chuyện liền đem quân đánh Phóng. Phóng là cháu họ của Hàm. Phóng chạy thoát đến châu được chốc lát thì khát nước quá mà chết. Quý Sử năm 353, Tấn Mục Đế San Vĩnh Hòa năm thứ 9. Mùa xuân tháng 3, Nguyễn Phu nhà Tấn làm thứ sử giao châu.
Phu đánh nước Lâm ấp phá được hơn 50 lũy. Trước đây nhà Tấn khi đã bình phục được nhà Ngô, trưng binh ở Giao Châu. Thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng dâng thư nói: Giao Châu ngoài cách Lâm ấp chỉ vài nghìn dặm, tướng di Lâm ấp là Phạm Hùng đời đời trốn tránh làm giặc, tự xưng vương, nhiều lần đánh phá trăm họ. Và lại nước ấy liền với nước Phù Nam, rất nhiều chủng người bè đảng dựa nhau, cậy thế đất hiểm không chịu thần phục. Khi trước còn thuộc nước Ngô thì nhiều lần cướp bóc dân lành, phá quận huyện, giết hại trưởng lại. Thần trước kia được nước cũ Ngô dùng cho đóng giữ phương Nam hơn 10 năm. Tuy đã trừ được những tên đầu sò, nhưng ở chốn núi sâu hang cùng vẫn còn có kẻ trốn tránh. Lúc đầu số quân của thần trông coi là 8.000. Vì đất Nam ẩm thấp có nhiều khí độc, liền năm đánh dẹp, ốm chết hao hụt, hiện nay chỉ còn 2.400 người. Nay bốn biển thống nhất, không còn lo kẻ nào không thần phục. Đáng lẽ nên cuốn giáp hủy gươm. Phàm việc phong trần, biến đổi thường xảy ra thình lình, thần là người sót thừa của nước đã mất, lời bàn không có gì khả thù. Tấn Vũ Đế nghe theo, đến nay còn thấy hiệu nghiệm. Canh Thìn năm 380, Tấn Vũ Đế xương minh Thái Nguyên năm thứ 5. Mùa đông tháng 10, Thái Thú Cửu Chân là Lý Tốn chiếm châu làm phản. Tân Tỵ Tấn Thái Nguyên năm thứ 6, Thái Thú Giao Châu là Đỗ Viện chém được Lý Tốn trong cõi lại được yên, thăng cho Viện làm Thứ Sử Giao Châu. Viện người Chu Diên nước ta, sách Giao Chỉ Chí chép vào mục nhân vật nước ta, xếp sau Sĩ Nhiếp. Kỷ Hợi năm 399, Tấn An Đế Đức Tông Long An năm thứ 3. Mùa xuân tháng 3, vua nước Lâm ấp là Phạm Hồ Đạt đánh lấy Nhật Nam và Cửu Chân rồi vào cướp Giao Châu, Đỗ Viện đánh tan được. Tân Hợi Tấn Nghĩa Hy năm thứ 7. Mùa hạ tháng 4, Thái Thú quận Vĩnh Gia là Lưu Tuần chạy sang Giao Châu. Trước đó khi Thứ Sử Đỗ Viện chết, có sách nói Viện bốn người kinh triều, ông là Nguyên làm Thái Thú Hợp Phố, nhân đó Viện mới đến ở Giao Trì. Vua Tấn cho con là Tuệ Độ thay làm Thứ Sử. Chiếu thư chưa đến nơi, Tuần đã đánh phá Hợp Phố, tiến thẳng đến Giao Châu. Tuệ Độ đem các quan văn võ ở Châu với Tuần ở Thạch Kỳ đánh tan được. Quân của Tuần sống sót khoảng 2.000 người. Dư đảng của Lý Tốn là bọn Lý Thoát kết tụ với dân Lý Lào hơn 5.000 người để ứng theo Lưu Tuần. Ngày Canh Tí kéo đến bờ Nam Long Biên, Tuệ Độ bỏ hết gia tài để thưởng quân sĩ, cùng Tuần giao chiến, ném đuốc đuôi chĩ đốt thuyền bè của Tuần, cho bộ binh áp bờ sông bắn xuống, thuyền của Tuần cháy hết, bèn tan vỡ. Tuần biết thế nào cũng chết, bỏ thuốc độc cho vợ con chết trước, rồi gọi các nàng hầu con hát hỏi rằng: ai có thể theo ta? Phần nhiều đều trả lời: con sẻ con chuột còn tham sống, chết theo thì khó lắm. Cũng có người nói: quan còn phải chết, chúng tôi há lại muốn sống. Tuần bèn giết hết những kẻ không chịu chết theo, rồi gieo mình xuống sông mà chết. Tuệ Độ sai nhặt xác đem chém đầu, cùng với vợ con của Tuần và bọn Thoát đều lấy đầu đóng hòm đưa về Kiến Khang. Quý Sử Tấn Nghĩa Hy năm thứ 9, mùa xuân tháng 2, vua nước Lâm ấp là Phạm Hồ Đạt cướp quận Cửu Chân, Tuệ Độ đánh chém được. Ất Mão Tấn Nghĩa Hy năm thứ 11, mùa đông tháng 12, quân Lâm ấp cướp Giao Châu, tướng Châu đánh bại được. Canh Thân Tấn Cung Đế Đức Văn Nguyên Hy năm thứ 2, Tống Vũ Đế Lưu Dụ Vĩnh Sơ năm thứ 1. Mùa thu tháng 7, Tuệ Độ đánh Lâm ấp phá được, chém giết đến quá nửa. Lâm ấp xin hàng, Tuệ Độ cho. Những người trước sau bị Lâm ấp cướp bắt đều được trả về cả. Tuệ Độ ở Giao Châu mặc áo vải, ăn cơm rau, cấm thờ nhàm, sửa nhà học. Năm đói kém thì lấy lộc riêng để trần cấp, làm việc cẩn thận chu đáo cũng như việc nhà, lại dân sợ mà yêu. Cửa thành đêm vẫn mở,
ngoài đường không ai nhặt của rơi. Khi Tuệ Độ chết, tặng chức Tả tướng quân cho con là Hoằng Văn làm thứ sử. Năm ấy nhà Tấn mất. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Website: Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.